đây mẹ nói chuyện với chú đó. Mẹ nói cái gì con nghe được không? Con cũng có nghe là có là chú đó nói với mẹ là đi lên nhà chú đó chơi vài ngày rồi về, rồi còn rủ mẹ đi chơi. Anh Sang thì anh ra em bao nhiêu tuổi hả anh Sang? Dạ, 32 tuổi. 32 tuổi ha. Dạ. Là tuổi con gì ta? Tuổi Thân. Tuổi Thân. Hai đứa con trai qua đây ngồi. Con trai qua đây ngồi coi. Sáng đi không rồi nhỏ gái nó ôm em nó khóc, hai đứa ôm nó khóc luôn. Dạ. Đi làm chú cũng kêu đi làm. Dạ. Người ôm hai đứa con ôm nhau nó khóc. Mình làm người cha mà mình cũng rưng rưng nước mắt nó thôi, con nhà đi làm kiếm tiền. Giờ nó ôm cứ ngắt, sáng ông nội nó hù. Dạ. Rồi cái sự việc mình như thế nào thì mình cứ chia sẻ đi ha. Thì em ở trên cảnh đi trước khi đi làm á thì nó còn vui vẻ với em lắm. Nó ra đi làm rồi á thì nó trong mùng đi làm 3 giờ sáng. 3 giờ sáng em xách xe em đi. Nói em ơi anh đi làm. Con qua đây nè con. Con qua đây ngồi, ngồi kế ba đi. Nói em ơi anh đi làm nha. Nói anh chạy xe cẩn thận nha, bằng đi bằng hôm. Rồi nó ra còn ôm em, nó hung em cái nữa. Em mới đi, nó đi tới công trình, nó điện cho em. Đi tới công trình rồi mình điện cho nó cả 10 ngày, bắt đầu nói chuyện mình hơi khác quá. Nó sao em nói sao chuyện gì kỳ vậy, nói này nói kia. Rồi mình không biết nó nhà nó nói chuyện với ai, mình không biết luôn. Mày hỏi con trai nó cha chú này nè, nói chuyện với mẹ hoài vậy. Nói mẹ con nó cấm nói con. Rồi mẹ con hù con vậy, còn con không dám nói với ba hả? Dạ, con thương mẹ con lắm. Con thương mẹ con lắm. Dạ. Thì bé nó không dám nói với anh ha. Dạ, tại trước khi nó đi á, mình linh tính mình trước. Đâu cái đêm đó nó mình điện cái nhà thà, điện nhà điện sao nó không bắt máy đi. Nó em điện nói chuyện với ai ạ? Nói chuyện với nhỏ em. Em điện nhỏ em, nhưng em mới nói không có. Rồi điện cho cháu nó không có. Dạ. Yeah. Nó đầu trong bụng mình nghi rồi. Là nguyên đêm đó ngủ không được, mà từ nào ngủ được nó đầu nằm trên bao thấy nó cuốn gỗ đổ đi. Trời. Giống như có cái đèn trước vậy ha. Dạ. Yeah. Thì nó nói ra nói này kia lắm, nói em với anh đâu có quyền có lộn lại đâu mà sao em bỏ em đi. Nói tôi đi chắc mà dữ lắm. Nói sao khùng vậy, em nói vậy. Hai chồng không gây lộn gây lại hết á. Dạ. Yeah. Tự nhiên kia điện vô đầu đi theo nó. Anh có nghĩ là hai người đó có cái mối quan hệ trước không? Có nghe chắc có vậy. Có bởi vì nó hẹn nào nó lưu số điện thoại của bà chị của thằng đó là tên mẹ. Mình kết cuộc ra mình lục ra mình biết cái tên mẹ. Có hình của vợ anh ở đây không? Ở con không có. Đây là hình của vợ nè. Có thấy rõ không? Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ha? 28 tuổi. 28 tuổi, chị tên gì ha? Thị Linh. Còn họ tên đầy đủ luôn ha? Họ tên đầy đủ Thị Linh. Thị Linh. Nãy em cũng có nghe cô nói là người đồng bào Khmer. Dân tộc. Hồi xưa thì hai người quen biết như thế nào? Anh cầm đi ha. Quen biết thì đi làm quen biết. Dạ. Yeah. Đi làm quen biết rồi bà vợ có thấy có thương gì bà gả. Dạ, năm nay nữa là 9 năm rồi. Dạ. Yeah. Tháng 6 nữa 9 năm rồi. Là hiện tại bây giờ là anh đang tìm cái người vợ anh là chị Thị Linh này. Dạ. Yeah. Năm nay 28 tuổi. 28 tuổi. Bây giờ là anh biết chị đang ở đâu không? Ở ngoài Phú Quốc hả? Ở ngoài Phú Quốc ha. Yeah. Là lúc chị đi là chị bỏ đi chung với nhân tình của chị ha? Dạ. Yeah. Có hỏi em có xuống dưới em báo công an ở dưới. Thì nói anh báo vậy có về địa phương không? Nó có. Công an nói điều tra ra lên mà con chip định vị thẻ căn cước á. Dạ. Nó có địa phương đó, anh thấy vợ rồi anh làm gì. Nói em không có làm gì hết, em kêu vợ em về. Nó nghĩ vợ em về thôi, có mấy anh đây em làm cái gì. Rồi bà vợ em bắt đầu bà từ em luôn. Bà nói tao không có con gái như mày. Là bà vợ là mẹ ruột của vợ anh. À, bà nói không có con gái như mày. Mày báo công an công bộng nữa. Giờ em bây giờ chỉ cho nó về với em để coi hai đứa nhỏ thôi, em làm thôi. Em không như cái chỗ chuyện này không có xảy ra trong cuộc đời của em luôn. Yeah.
cái mong muốn lớn nhất của mình bây giờ là mong làm sao cho vợ của anh có thể là thấy được, mà ba cha con anh có thể là về mà phụ anh là lo tiếp cuộc sống vậy nè. Dạ, cho dạ. Mong muốn em cho về thôi, cho nó về coi hai đứa nhỏ thôi là em đi làm rồi. Dạ. Hồi trước thì anh làm công việc gì hả? À, làm hồ anh. Làm hồ. Trong việc làm đóng cột nhòi và kè trong ta đó anh. Dạ. Đây nè, rất là hiện nhiều hình của vợ anh trong máy nè cả nhà. Em thấy chị cũng khá là